Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Chương trình thời sự hôm nay tối thứ ba, ngày 21 tháng 3 có một số nội dung chính sau đây. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9 bất thường. Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Cao Bằng khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Cao Bằng tổ chức lễ bàn giao 800 máy tính bảng cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Chiều ngày 21 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 9 bất thường để hiệp thương bầu bổ sung nhân sự tham gia ủy viên, ủy ban, ban thường trực, giữ chức danh Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024 và đánh giá kết quả công tác mặt trận quý 1, triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tới dự và chỉ đạo hội nghị. Căn cứ kết luận và quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, hội nghị lần thứ 9 bất thường của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiến hành hiệp thương, kết quả là 100% ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh nhất trí biểu quyết bầu đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đối với hoạt động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong suốt thời gian vừa qua. Đồng chí chúc mừng đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 12, nhiệm kỳ 2019-2024. Mong muốn đồng chí Hà Ngọc Giáp sẽ phát huy tốt năng lực kinh nghiệm công tác của mình cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cảm ơn sự quan tâm tin tưởng của Thường trực Tỉnh ủy, sự tín nhiệm của các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trên cương vị mới, sẽ cố gắng nỗ lực học hỏi kinh nghiệm của các lãnh đạo tiền nhiệm, đem trí tuệ và tâm huyết của mình cùng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc các cấp, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hội nghị tiến hành sơ kết đánh giá công tác mặt trận quý 1. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tổ chức tuyên truyền 850 cuộc với 74.000 lượt người nghe, vận động được gần 5,3 tỷ đồng, tặng quà Tết cho trên 37.400 hộ nghèo với tổng kinh phí trên 17,3 tỷ đồng, hỗ trợ xây dựng 50 nhà đại đoàn kết với số tiền 2,6 tỷ đồng. Về nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2 năm 2023, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh, làm tốt công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, tích cực tham gia các phong trào, các cuộc vận động, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức đại hội đạt kết quả, tiến tới Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2024-2029. Chuẩn bị tốt cho đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng gặp mặt trao đổi công tác với Ủy ban Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, thành phố Sùng Tả, khu tự trị dân tộc Choang, Quảng Tây. Ngày 21 tháng 3, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng tổ chức hội nghị tri ân khách hàng nhân kỷ niệm 35 năm ngày thành lập Agribank 26 tháng 3 năm 1998, 26 tháng 3 năm 2023. Sự hội nghị có đồng chí Lương Tuấn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở ngành. Cùng với sự phát triển của Agribank Việt Nam sau 35 năm thành lập,
Agribank chi nhánh tỉnh Cao Bằng đã trở thành một ngân hàng thương mại hiện đại, kinh doanh đa năng với 21 điểm giao dịch trong toàn tỉnh. Đến nay, Agribank Cao Bằng có dư nợ hơn 5.100 tỷ đồng với hơn 22.000 khách hàng đang vay vốn. Trong đó, dư nợ cho vay nông nghiệp nông thôn chiếm 66% trên tổng dư nợ, đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán của đông đảo khách hàng, đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ. Bên cạnh đó, Agribank Cao Bằng luôn thực hiện tốt công tác từ thiện an sinh xã hội. Từ năm 2010 đến nay, đã ủng hộ gần 81 tỷ đồng cho công tác từ thiện và an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Riêng từ năm 2018 đến nay là hơn 31 tỷ đồng. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Agribank Cao Bằng đã tri ân khách hàng vì sự tin tưởng sử dụng dịch vụ, gắn bó, đồng hành cùng đơn vị. Agribank Cao Bằng tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ chính trị của ngành, huy động vốn từ các tổ chức kinh tế xã hội và các tầng lớp dân cư, phát huy vai trò chủ đạo của Agribank trong việc hỗ trợ nguồn đầu tư cho phát triển theo kinh tế xã hội địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Thực hiện các chính sách cho vay ưu đãi theo chỉ đạo của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước, tập trung hiện đại hóa công nghệ ngân hàng, triển khai các dịch vụ ngân hàng số để đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho Agribank chi nhánh Cao Bằng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Sáng ngày 21 tháng 3, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phối hợp với tổ chức Hevetat Việt Nam tiến hành hội thảo giới thiệu cẩm nang hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai và phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật đất đai và hòa giải ở cơ sở. Tham dự có 90 đại biểu là đại diện một số sở ngành, tổ chức chính trị xã hội của tỉnh. Các đại biểu được giới thiệu về dự án tăng cường quyền tiếp cận đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, dự án L4A do Liên minh EU tài trợ, tổ chức Hevetat và Liên minh Đất đai Landa, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Cộng đồng Nông thôn phối hợp thực hiện, được triển khai tại hai tỉnh Cao Bằng và Hòa Bình. Trong đó, dự án đã xây dựng bộ cẩm nang hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai. Đây là tư liệu tổng hợp các chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số, kèm theo những hướng dẫn chi tiết về quy trình và kỹ năng hòa giải ở cơ sở. Bộ cẩm nang gồm 3 cuốn: chính sách đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số, một số quy định về hòa giải ở cơ sở trong lĩnh vực đất đai, kỹ năng hòa giải tranh chấp đất đai ở cơ sở. Đây là tài liệu tham khảo đối với tổ hòa giải và các tổ chức đoàn thể, các cơ quan liên quan trong việc xử lý các vấn đề về đất đai, giúp đồng bào dân tộc thiểu số nói riêng và người dân nói chung nâng cao kiến thức về đất đai và các cơ chế hỗ trợ giải quyết các vướng mắc liên quan tới đất đai. Dịp này, hội thảo cũng đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật đất đai và hòa giải ở cơ sở nhằm nâng cao hiểu biết cho người dân về pháp luật đất đai và thúc đẩy giải quyết tranh chấp đất đai thông qua hòa giải ở cơ sở. Cuộc thi diễn ra từ nay đến ngày 15 tháng 4 năm 2023. Người dân truy cập vào trang web tại địa chỉ http://www.lafra.vn để tham gia cuộc thi. Tiếp tục thực hiện giám sát sắp xếp mạng lưới trường lớp học và đội ngũ giáo viên, việc quản lý sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học sau sắp xếp từ năm 2019 đến hết năm 2022. Ngày 21 tháng 3, Đoàn Giám sát Ban Văn hóa Xã hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nông Hải Lưu, trưởng ban làm trưởng đoàn giám sát tại huyện Hòa An. Sau sắp xếp, toàn huyện Hòa An có 48 trường và 37 điểm trường, giảm 23 trường với tổng số trên 1.000 học sinh. Đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên có 1.044 người, giảm 63 người. Đến nay, 100% các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn huyện có lớp học kiên cố. Trang thiết bị dạy học cơ bản đáp ứng được nhu cầu tối thiểu cho các hoạt động giáo dục của các nhà trường. Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học sau khi sắp xếp được quản lý, sử dụng theo quy định. Việc sắp xếp các trường học không ảnh hưởng đến cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học của các trường. Sau khi xóa 12 điểm trường do học sinh quá ít, cơ sở vật chất không đảm bảo, nhà trường bàn giao cơ sở vật chất cho Ủy ban Nhân dân xã để quản lý, sử dụng, làm nhà văn hóa xóm hoặc bàn giao lại cho các cấp học khác để sử dụng. Huyện Hòa An kiến nghị bố trí nguồn kinh phí để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ chương trình giáo dục phổ thông mới năm 2018, bổ sung biên chế giáo viên mầm non, biên chế giáo viên dạy các môn đặc thù. Ghi nhận những nỗ lực của huyện Hòa An,
đoàn giám sát đề nghị huyện thực hiện tốt công tác quy hoạch, rà soát, sắp xếp các cơ sở giáo dục đúng quy định, phù hợp với địa phương, nâng cao chất lượng dạy và học, rà soát thực trạng cơ sở vật chất, giao các cơ sở giáo dục dôi dư để quản lý khai thác, sử dụng hiệu quả, tránh tình trạng hư hỏng, lãng phí, thực hiện chế độ chính sách cho học sinh và giáo viên. Những ý kiến kiến nghị của huyện, đoàn giám sát tổng hợp và trình cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Tại nhà văn hóa trung tâm tỉnh, Báo Tuổi Trẻ, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, Agribank chi nhánh Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, phối hợp với tỉnh đoàn Cao Bằng tổ chức lễ trao học bổng, gieo mầm tri thức cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn hai huyện, Hòa An và Trùng Khánh. Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng 200 suất học bổng cho các em học sinh nghèo đặc biệt khó khăn có thành tích cao trong học tập, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, gồm xe đạp và dụng cụ học tập. Ngoài ra, Agribank chi nhánh Phú Nhuận còn vận động các đối tác doanh nghiệp hỗ trợ thêm 200 áo ấm. Tổng giá trị chương trình tại Cao Bằng trị giá hơn 400 triệu đồng. Trong 5 năm qua, chương trình gieo mầm tri thức đã trao tổng cộng 2.830 suất học bổng trị giá 5,46 tỷ đồng nâng bước cho các em học sinh nghèo vượt khó có điều kiện đến trường thuận lợi hơn. Đây được xem là chiếc cầu nối kết nối vạn tấm lòng của bạn đọc Báo Tuổi Trẻ cùng chung tay chăm lo cho thế hệ trẻ Việt Nam, sẻ chia khó khăn với các em học sinh nghèo, giúp các em có điều kiện học tập và thực hiện được ước mơ hoài bão của mình để mai sau trở thành chủ nhân đất nước. Chiều ngày 21 tháng 3, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Viettel Cao Bằng tổ chức lễ bàn giao thiết bị máy tính bảng thuộc chương trình Sóng và Máy tính cho em cho học sinh trên địa bàn tỉnh. Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố. Chương trình Sóng và Máy tính cho em được Thủ tướng Chính phủ phát động từ tháng 9 năm 2021 nhằm kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, thiếu phương tiện và điều kiện học tập trực tuyến. Hưởng ứng lời phát động của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã vận động đội ngũ cán bộ, giáo viên trong toàn ngành và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Thực hiện theo các quy định của nhà nước, Viettel Cao Bằng là đơn vị trúng thầu cung ứng 800 máy tính bảng thuộc chương trình Sóng và Máy tính cho em trên địa bàn tỉnh. Tại chương trình, đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Viettel Cao Bằng và Phòng Giáo dục và Đào tạo 10 huyện thành phố đã ký biên bản bàn giao 800 máy tính bảng. Đối tượng thụ hưởng là các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Chương trình Sóng và Máy tính cho em giúp các em vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt được thành tích cao trong học tập. Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trao 5 máy tính bảng cho đại diện các em học sinh trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn năm 2023-2026. Dự hội nghị, tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng có lãnh đạo tỉnh đoàn, bưu điện tỉnh. Lễ ký kết được kết nối trực tuyến, đồng loạt giữa Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Bưu điện 3 cấp. Thời gian qua, Bưu điện Việt Nam và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, mang lại giá trị cho cộng đồng xã hội và góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của hai đơn vị. Để tiếp tục thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, đại diện Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và Trung ương Đoàn đã tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn năm 2023-2026. Để hưởng ứng việc hợp tác, cùng thời điểm tại điểm cầu tỉnh Cao Bằng, đại diện thường trực tỉnh đoàn và lãnh đạo Bưu điện tỉnh, Bưu điện thành phố và thành đoàn đã tiến hành ký kết hợp tác giai đoạn năm 2023-2026 để cụ thể hóa những cam kết trong đồng hành, phối hợp giữa hai đơn vị. Theo đó, nội dung cam kết gồm hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và trang bị các kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, hoạt động truyền thông, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, ưu tiên sử dụng và quảng bá các lợi thế sản phẩm, dịch vụ để tăng cường hiệu quả quản lý, điều hành, phối hợp tổ chức các hoạt động trọng tâm của hai bên, tổ chức các hoạt động thực hiện các công trình vì an sinh xã hội. Bưu điện tỉnh ưu tiên hợp tác với tỉnh đoàn thanh niên để tổ chức các hoạt động của đoàn, hội, thực hiện tuyên truyền tư vấn chính sách pháp luật, hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, giới thiệu việc làm.
Ngày 21 tháng 3, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp khảo sát, đánh giá thực địa tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, đời sống văn hóa đồng bào dân tộc Mông Đen, xóm Ca Liệng, xã Thụy Hùng. Đồng bào dân tộc Mông Đen, thôn Ca Liệng, hiện có 64 hộ, bà con chủ yếu là làm nương rẫy, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo chiếm 76%. Nơi đây có vị trí thuận tiện, có cụm dân cư sinh sống tập trung, nằm ngay sát đường quốc lộ 4A, phù hợp để phát triển du lịch. Có thể khai thác lợi thế tiềm năng tài nguyên nơi đây để tạo ra sản phẩm du lịch thu hút du khách đến tham quan vui chơi giải trí, kết hợp bảo tồn văn hóa. Tuy nhiên, để xây dựng thôn Ca Liệng thành khu du lịch cộng đồng, cần có kinh phí để đầu tư cải tạo cảnh quan, phục dựng lại các phong tục tập quán, lễ hội, trang phục. Trước mắt, Ủy ban Nhân dân huyện Thạch An cần có kế hoạch cụ thể chi tiết, như đầu tư cơ sở vật chất, khôi phục những nét văn hóa đặc sắc, cải tạo một vài ngôi nhà đặc trưng của người Mông Đen, tạo điểm nhấn xây dựng điểm check-in, khôi phục lại một số làn điệu dân ca, trang phục truyền thống, góp phần nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế xã hội địa phương. Chiều ngày 21 tháng 3, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu phòng giao dịch các huyện, thành phố triển khai nhiệm vụ quý 2 năm 2023. Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách toàn tỉnh đạt trên 3.573 tỷ đồng, tăng 122 tỷ đồng so với năm 2022, trong đó nguồn vốn cân đối từ Trung ương đạt hơn 2.954 tỷ đồng, nguồn vốn huy động của các tổ chức cá nhân đạt trên 254 tỷ đồng, tiền gửi của tổ viên tổ tiết kiệm và vay vốn đạt trên 81 tỷ đồng, nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 283,6 tỷ đồng, tăng 155 tỷ đồng. Doanh số cho vay 3 tháng đầu năm đạt gần 278,9 tỷ đồng với 4.608 lượt khách hàng vay vốn. Doanh số thu nợ đạt 158 tỷ đồng, tổng dư nợ cho vay 18 chương trình đạt 3.560 tỷ đồng, tăng 120 tỷ đồng so với năm 2022. Một số huyện có mức tăng trưởng cao như Trùng Khánh đạt 16 tỷ đồng, Thạnh An và Hà Quảng mỗi đơn vị đạt 14 tỷ đồng, Bảo Lâm 13 tỷ đồng, Quảng Hòa 12 tỷ đồng. Các chương trình cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, hỗ trợ tạo việc làm và duy trì và mở rộng việc làm sản xuất kinh doanh, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn, học sinh, sinh viên, nhà ở xã hội, xuất khẩu lao động tiếp tục triển khai theo kế hoạch đề ra. Quý 2 năm 2023, chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tiếp tục triển khai hoạt động tín dụng, hỗ trợ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tăng cường cho vay đầu tư hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý, sản xuất theo chuỗi giá trị, cho vay khôi phục nền kinh tế, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng, tổ tiết kiệm vay vốn, phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu tăng trưởng nguồn vốn, trên 80% tăng trưởng dư nợ tín dụng, 97% số xã, chất lượng hoạt động tín dụng xếp loại tốt. Huyện ủy Hà Quảng vừa tổ chức hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 cho các đồng chí là ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 20, lãnh đạo chủ chốt cấp ủy trực thuộc huyện ủy. Hội nghị do Phó giáo sư tiến sĩ, giảng viên Nguyễn Văn Vĩnh, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chính trị Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt các nội dung chính của chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự lực tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững, vai trò của việc tiếp tục học tập, làm theo Bác trong việc phát huy truyền thống quê hương cội nguồn cách mạng, khơi dậy ý chí tự cường, khát vọng xây dựng Cao Bằng phát triển bền vững, đề cao trách nhiệm nêu gương cho đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, địa phương đơn vị trong việc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Quảng Hòa vừa tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với hồ sơ đề án điều chỉnh quy hoạch thị trấn Quảng Uyên giai đoạn năm 2021-2035. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tâm Kiến trúc Quy hoạch Xây dựng Cao Bằng báo cáo tóm tắt đề án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa đến năm 2035, tỷ lệ 1/5000. Theo đó, mục tiêu của đề án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa đến năm 2035 đạt các chỉ tiêu về quy mô diện tích, dân số, phấn đấu đến năm 2030 đạt tiêu chí đô thị loại 4.
đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng và phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phạm vi đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên được thực hiện trong địa giới hành chính của thị trấn Quảng Uyên. Quy mô nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch là 728 ha, quy mô lập điều chỉnh quy hoạch 390 ha. Tiếp đó, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đề án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Quảng Uyên, huyện Quảng Hòa đến năm 2035, trong đó tập trung vào nội dung quy hoạch thị trấn Quảng Uyên sát với tình hình thực tế của địa phương, xem xét nghiên cứu thêm một số vùng lân cận ngoài địa giới thị trấn Quảng Uyên, quan tâm bố trí hợp lý khu tái định cư cho nhân dân, quy hoạch các công trình liên quan đến công tác quy hoạch phải đồng bộ, rà soát bố trí hợp lý quy hoạch khu bãi đỗ xe, quy hoạch thu gom và xử lý rác thải, khu nghĩa địa, xem xét, rà soát quỹ đất bố trí hợp lý các phân khu nhằm đáp ứng được nhu cầu của các cơ quan đơn vị và nhân dân nói chung. Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổng kết công tác xã hội năm 2022 và chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ người bệnh nhân kỷ niệm ngày công tác xã hội 25 tháng 3. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng có 560 giường bệnh, gồm 39 khoa phòng, thực hiện chức năng khám chữa, chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân. Trong thời gian vừa qua, bệnh viện chú trọng đến các hoạt động đón tiếp, chỉ dẫn, cung cấp thông tin, giới thiệu về dịch vụ khám chữa bệnh, hỏi thăm người bệnh và người nhà để hỗ trợ giải quyết các khúc mắc, mâu thuẫn phát sinh, nhận được sự cảm thông của người bệnh. Phòng công tác xã hội liên tục cập nhật thông tin về công tác khám chữa bệnh trên website và fanpage với nhiều tin bài có chất lượng, giới thiệu quảng bá các dịch vụ và hoạt động khám chữa bệnh, tổ chức 4 lớp tập huấn giao tiếp ứng xử cho cán bộ y tế, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Trong năm 2022, bệnh viện tiếp nhận được hơn 440 triệu đồng, hỗ trợ cho 246 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, bao gồm hàng nghìn lượt phát đồ ăn miễn phí cho bệnh nhân nghèo, hỗ trợ kinh phí chuyển tuyến, tiếp nhận và cấp phát quần áo thông qua tủ quần áo tình thương, hỗ trợ viên chức y tế gặp khó khăn. Kể từ 15 giờ chiều ngày 21 tháng 3, giá xăng dầu được đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh. Cụ thể, giá xăng RON 953 loại phổ biến trên thị trường ở vùng 1 giảm 780 đồng một lít xuống mức 23.030 đồng một lít so với mức hiện tại là 23.810 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 cũng giảm 780 đồng một lít từ mức 22.800 đồng một lít xuống còn 22.020 đồng một lít. Đáng chú ý, mặt hàng dầu cũng quay đầu giảm mạnh. Mỗi lít dầu diesel 0,05S giảm tới 1.200 đồng một lít, từ mức 20.500 đồng một lít xuống còn 19.300 đồng một lít. Dầu hỏa cũng giảm mạnh ở mức 1.250 đồng một lít, hiện đang có giá là 20.710 đồng một lít, giảm còn 19.460 đồng một lít. Dầu ma rút có mức giá 15.270 đồng một kg, sau khi giảm thêm tới 800 đồng một kg thì còn 14.470 đồng một kg. Với giá xăng dầu giảm mạnh trong kỳ điều hành này, nhà điều hành thực hiện không chi quỹ. Mức trích lập quỹ bình ổn được giữ nguyên như kỳ ngày 13 tháng 3. Trừ dầu ma rút tăng trích từ 0 đồng lên 300 đồng 1 kg. Với mức giá như trên, giá xăng trong nước lại quay đầu giảm. Từ đầu năm đến nay, mặt hàng này đã có 4 lần tăng, 3 lần giảm và 1 lần giữ nguyên. Đảng bộ xã Vinh Quý, huyện Hạ Lang vừa ra mắt cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Vinh Quý giai đoạn năm 1950-2022. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện sưu tầm, thu thập tổng hợp và nghiên cứu tài liệu trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các nhân chứng lịch sử, đến nay cuốn lịch sử Đảng bộ xã Vinh Quý năm 1950-2022 đã được xuất bản, bao gồm 259 trang với 5 chương, phần mở đầu Vinh Quý, quê hương, con người và truyền thống. Chương 1. Phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân Vinh Quý. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, giai đoạn năm 1930-1954. Chương 2. Chi bộ Đảng bộ xã Vinh Quý, lãnh đạo xây dựng hậu phương, góp phần cùng cả nước kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, thắng lợi, giai đoạn năm 1954-1975. Chương 3. Đảng bộ xã Vinh Quý, lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, giai đoạn năm 1975-1986. Chương 4.
Đảng bộ xã Vinh Quý lãnh đạo thực hiện công cuộc đổi mới giai đoạn năm 1986 năm 2000. Chương 5, Đảng bộ xã Vinh Quý lãnh đạo đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa giai đoạn năm 2000-2022. Nhân dịp này, Đảng ủy xã Vinh Quý đã tặng giấy khen cho 4 cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình sưu tầm và biên soạn cuốn sách lịch sử Đảng bộ xã Vinh Quý. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn tạo thuận lợi cho công dân trong việc giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, góp phần thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Lực lượng công an các địa phương trong tỉnh đã và đang nỗ lực khắc phục mọi khó khăn để đẩy nhanh tiến độ trong việc cấp căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử cho người dân. Ghi nhận của phóng viên tại Công an huyện Hà Quảng. Mặc dù đã gần cuối giờ làm việc buổi sáng, thế nhưng khi công dân có nhu cầu làm thủ tục cấp căn cước công dân gắn chip, các cán bộ chiến sĩ Công an huyện Hà Quảng vẫn sẵn sàng phục vụ và hướng dẫn nhiệt tình, đầy đủ quy trình làm thủ tục đăng ký. Qua thống kê rà soát, hiện nay toàn huyện có gần 49.000 công dân trong độ tuổi được cấp căn cước công dân gắn chip. Đến nay, Công an huyện đã thu nhận và trả thẻ căn cước công dân gắn chip cho gần 47.000 công dân. Còn khoảng hơn 1.900 công dân chưa làm thủ tục để cấp căn cước công dân điện tử. Với số công dân này, Công an huyện Hà Quảng đã xây dựng các kế hoạch cụ thể, chi tiết cho từng địa bàn, từng vùng miền để tổ chức thu nhận hồ sơ, tập trung chủ yếu vào đối tượng người già yếu và người đi làm việc ở ngoài tỉnh. Phương hướng cụ thể sẽ là Công an huyện Hà Quảng đối với thu nhận hồ sơ người già yếu sẽ đến trực tiếp tận nhà, từng địa bàn để thu nhận. Còn đối với số công dân và đi công ty công nhân thì sẽ phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an xã, các ban ngành đoàn thể, ủy ban nhân dân các xã thị trấn để mời các công dân từ các công ty để tổ chức thu nhận và có thể là gửi giấy mời đến từng công dân và phối hợp với lại tổ công nghệ số cộng đồng, tổ đề án 06 cấp xã, cấp thôn để tổ chức thu nhận căn cước công dân, làm sao mà thu nhận được số lượng căn cước công dân đạt hiệu quả cao nhất. Bên cạnh những nỗ lực thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, lực lượng công an huyện Hà Quảng cũng lồng ghép việc tạo tài khoản định danh điện tử. Các loại giấy tờ tùy thân như thẻ bảo hiểm y tế, đăng ký xe, giấy phép lái xe của công dân sẽ được kiểm tra tích hợp. Đối với những người đã có tài khoản định danh điện tử, lực lượng chức năng trực tiếp hướng dẫn chi tiết cách cài đặt và sử dụng ứng dụng VNEID trên điện thoại di động thông minh có kết nối mạng Internet để kích hoạt tài khoản. Tài khoản định danh điện tử có thể được hiểu là ví giấy tờ điện tử, là phương thức quản lý thông tin công dân và toàn bộ giấy tờ tùy thân trên môi trường mạng. Tài khoản định danh điện tử có giá trị tương đương với thẻ căn cước công dân gắn chip khi thực hiện các dịch vụ công mà không cần phải xác minh lại thông tin cá nhân, giúp công dân làm thủ tục hành chính và các dịch vụ công trực tuyến một cách nhanh gọn trên môi trường điện tử. Đến nay, Công an huyện đã thu nhận hồ sơ cấp tài khoản định danh điện tử được gần 12.000 tài khoản, kích hoạt được trên 2.500 tài khoản. Trong đó, kích hoạt mức độ 1 là gần 870 tài khoản, mức độ 2 là 1.750 tài khoản. Tuy nhiên, với đặc thù là huyện sáp nhập, địa bàn rộng, điều kiện kinh tế của người dân vùng sâu, vùng xa còn nhiều thiếu thốn, nên quá trình thực hiện đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện Hà Quảng cũng gặp một số khó khăn, trở ngại. Để sử dụng và kích hoạt tài khoản định danh điện tử VNEID mức 2 thì bắt buộc phải công dân phải có cái số điện thoại chính chủ và có SIM chính chủ và có cái thiết bị là smartphone là có đủ cấu hình để tải. Do đó là trên địa bàn huyện Hà Quảng thì cùng với điều kiện kinh tế xã hội thì nhiều người dân chưa có điện thoại smartphone để sử dụng. Do đó là đó là những cái điều kiện, những cái vấn đề là khó khăn nhất trong việc triển khai kích hoạt. Thời gian tới thì sẽ tiếp tục phối hợp với tổ đề án 06 cấp huyện để chỉ đạo các tổ đề án 06 cấp thôn, cấp xã để tiếp tục tổ chức căn cứ danh sách mà công an tỉnh gửi xuống sẽ tổ chức phối hợp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức 2 cho công dân. Với phương châm đúng, đủ, sạch, sống, thời gian tới Công an huyện Hà Quảng sẽ thường xuyên làm sạch,
duy trì cơ sở dữ liệu dân cư, triển khai thực hiện việc giải quyết các thủ tục hành chính công trên nền tảng dịch vụ công trực tuyến cho công dân. Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tầm quan trọng, các lợi ích của việc làm căn cước công dân gắn chip và cấp tài khoản định danh điện tử để người dân hiểu và đồng thuận, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu thực hiện luật cư trú năm 2020 và triển khai hiệu quả đề án số 06 của Chính phủ trên địa bàn huyện. Chương trình thời sự tối nay xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.